Đến sáng nay, nhiều nơi ở Nam Bộ vẫn có mưa dông. Trà Vinh, Sóc Trăng, Bến Tre, Hậu Giang còn có nơi mưa lớn, nhiệt độ khoảng 25 đến 27 độ. Dự báo trong cả buổi sáng và trưa nay, trời lúc mưa lúc nắng nên nhiệt độ phổ biến không quá 31 độ. Một số nơi ven biển như Cà Mau, Trà Vinh, Bạc Liêu chỉ 28-29 độ. Về chiều và tối, mưa lại xuất hiện trên diện rộng. Vùng mưa vừa, mưa to tập trung chủ yếu ở miền Tây và phía Bắc miền Đông. Tại thành phố Hồ Chí Minh, dự báo mưa dông sẽ xuất hiện sớm từ sau 13 giờ. Càng về chiều tối, mưa càng dồn dập,